Thưa quý vị, ngày nay, vấn đề sức khỏe và an toàn thực phẩm luôn là một trong những mối bận tâm lớn nhất của người tiêu dùng. Chúng ta không chỉ muốn mua các sản phẩm an toàn mà còn có tác dụng mạnh mẽ dành cho sức khỏe. Điển hình là sữa Alpha Lipid đến từ công ty New May của New Zealand. Đây là một sản phẩm đang nhận được sự chú ý tại thị trường Việt Nam bởi công nghệ sản xuất quốc tế hiện đại cùng nhiều công dụng hữu ích dành cho sức khỏe của mọi lứa tuổi. Với việc dùng sữa Alpha Lipid mỗi ngày và thường xuyên sẽ mang lại cho cơ thể bạn một sức khỏe tuyệt vời. Vậy sữa Alpha Lipid có những lợi ích đặc biệt nào? Lợi ích thứ nhất chính là kháng thể. Mỗi ly pha chuẩn cung cấp 300mg kháng thể, giúp tăng cường đề kháng và nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể. Một khi đề kháng tăng lên, hệ miễn dịch nâng cao sẽ giúp cho cơ thể chống lại sự xâm lấn của mầm bệnh, chống lại các virus, vi khuẩn bên ngoài cũng như bên trong cơ thể. Trong cơ thể con người, hệ miễn dịch được ví như người lính biên cương bảo vệ cơ thể khỏi tác nhân gây bệnh. Khi cơ thể bị bệnh mà hệ miễn dịch khỏe mạnh, thì những người lính này sẽ tấn công chống mầm bệnh để bảo vệ cơ thể. Lợi ích thứ hai chính là canxi. Sản phẩm cung cấp 1000mg canxi cho một ly pha chuẩn. Việc bổ sung thêm lượng canxi cần thiết cho cơ thể sẽ giúp cho quá trình chuyển hóa được tốt hơn, giúp xương chắc khỏe, vận động dễ dàng hơn. Đơn giản, chỉ với một ly sữa Alpha Lipid mỗi sáng thôi, cũng đáp ứng đủ nhu cầu canxi hàng ngày cho cơ thể, giúp ngăn ngừa còi xương ở trẻ và loãng xương ở người già. Đáp ứng đủ lượng canxi cần thiết giúp cho quá trình dẫn truyền thần kinh ở não, giúp cho các phản ứng co cơ tốt hơn, giúp cải thiện trí nhớ ở người già tốt hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, thiếu canxi là nguyên nhân gây ra 147 loại bệnh khác nhau như giảm trí nhớ ở người già, rối loạn nhịp tim, vận động kém, cơ thể suy nhược hay mệt mỏi, hay bị chuột rút, tê chân tay. Lợi ích thứ ba chính là lợi khuẩn đường ruột. Một ly pha chuẩn cung cấp 1 tỷ lợi khuẩn tiêu hóa, giúp đường ruột khỏe mạnh và tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Việc bổ sung thêm lợi khuẩn probiotic mỗi ngày giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Probiotic là các lợi khuẩn tiêu hóa hiện diện trong ruột, có vai trò kích thích hệ miễn dịch trong đường ruột, ức chế các loại vi khuẩn có hại, giúp duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, giúp ngăn ngừa các bệnh như viêm loét dạ dày, viêm đại tràng mãn tính, viêm đường ruột, ngộ độc thức ăn mà nguyên nhân gây ra những bệnh này là do rối loạn hệ vi khuẩn đường ruột. Lợi ích thứ tư chính là vitamin và khoáng chất. Alpha Lipid Lifeline có bổ sung đầy đủ các loại vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp chăm sóc, cân bằng và duy trì sức khỏe dài lâu. Vitamin và khoáng chất đi chung với nhau là điều bắt buộc để cơ thể hấp thụ được. Vitamin và khoáng chất là những dưỡng chất không sinh năng lượng nhưng lại rất cần thiết cho việc duy trì chức năng sinh lý bình thường của cơ thể. Tuy nhu cầu nhỏ, nhưng nếu thiếu vitamin và khoáng chất sẽ gây ra nhiều rối loạn chuyển hóa quan trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển và gây ra các bệnh mãn tính như rụng tóc, mắt mờ, sạm da. Ngoài những lợi ích thiết thực trên, trong sữa Alpha Lipid còn có thành phần kháng viêm tự nhiên, kháng viêm mạnh mà không gây tác dụng phụ, hỗ trợ cho việc điều trị các bệnh viêm nhiễm được hiệu quả như viêm da, viêm xoang, viêm đại tràng, viêm dạ dày mãn tính, viêm khớp, viêm họng. Trong sữa Alpha Lipid có yếu tố tăng trưởng, giúp kích thích tăng tế bào mầm nội sinh, làm chậm quá trình lão hóa, giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường do có khả năng tái tạo tế bào tuyến tụy, hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch do lão hóa nhờ vào tái tạo tế bào mạch máu. Độ hấp thu của sữa Alpha Lipid cao hơn so với những loại sữa thông thường khác nhờ công nghệ độc quyền Alpha Lipid, giúp tăng cường hấp thu lên tới 90%. Đây là công nghệ màng bọc, giúp bao bọc các hạt sữa non khi qua axit dạ dày không bị phân hủy. Trong các kiểm chứng thực tế, sữa Alpha Lipid không chỉ là sữa tăng cường và bảo vệ sức khỏe, mà nó còn giúp tái tạo tế bào bị tổn thương, làm lành các vết lở loét, vết thương sau phẫu thuật, phục hồi lại những bề mặt da, cải thiện sắc tố da, ngăn ngừa lão hóa. Ngoài ra, sữa Alpha Lipid còn hỗ trợ cho nhiều bệnh như tiểu đường, viêm xoang, bệnh gút, cảm cúm,
đau nhức mỏi mãn tính, hen suyễn, đau khớp, loãng xương, căng thẳng, bệnh trĩ, thiếu máu, viêm níu, rối loạn tuyến giáp, đa xơ cứng, đột quỵ, viêm gân, lupus, bệnh zona. Để hiểu biết chi tiết về những phản ứng tích cực khi sử dụng sữa alpha lipid với từng loại bệnh khác nhau, quý vị hãy theo dõi video 62 bệnh và 62 phản ứng tích cực với sữa alpha lipid trên kênh chăm sóc sức khỏe chủ động. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Mọi ý kiến thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm về sản phẩm, quý vị hãy gửi thư về địa chỉ gocaudio2019a@gmail.com hoặc liên hệ số hotline 038-242-6583. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất trên kênh chăm sóc sức khỏe chủ động. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.